được mà như vậy hả? Như vậy đó hả? Bây giờ tao thích phá cái shop này chứ sao? Hả? Làm đi gì tao? Làm đi gì tao? Chính là côn đồ nó ngang ngược. Nãy giờ camera nó quay lại hết rồi đó. Tao quên, trong này có rất nhiều camera. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè. Trong phòng thay đồ cũng có camera. Thôi nha, anh đừng có quá đáng.